yeah. Em đêm nay ngon và căng cực, ăn một xăng chảnh cùng đi ăn mực. Áp vào căng tròn ở vùng ngang cực, làm anh thấy mẹ phải uống nó tăng lực. Giới biết làm gì hè cũng nóng rồi, rượu không đã uống không đã nhắm môi. Ký túc xá quê cũng đóng rồi, anh tự nhiên là đau bụng lắm rồi. Anh có nhà nghỉ thì ta vào, ê, mấy phút em phải sao nào, ê, đi vệ sinh thôi sẽ không kỳ đâu. Anh thề anh không làm gì đâu, anh có gì anh chỉ ôm thôi, hay là cùng lắm ta dừng ở hôn môi. Anh ở 10 phút là ta nhanh về, anh không làm gì đâu anh thề, 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 anh không làm gì đâu anh thề. Anh không làm gì đâu anh thề. Alo, mẹ em này. Hôm nay em có rảnh,